Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Phán xử của những cái chết. Thưa quý vị và các bạn, học sinh trong tiết học bơi lội, ông thầy giáo trẻ mải ngồi bấm điện thoại, hết giờ cho cả lớp ra về mà không hề hay biết có một đứa trẻ vẫn còn im lìm nằm dưới đáy hồ. Câu chuyện quá ám ảnh khi xảy ra ngay tại một ngôi trường quốc tế giữa thủ đô. Cũng trong buổi chiều 22 tháng 8 định mệnh ấy, tại một trường học ở thành phố Vinh, Nghệ An, một nam sinh 13 tuổi cũng chết đuối trong giờ tập bơi mà không ai kịp hay biết. Những cái chết non tơ khiến chúng ta, những người ngoài cuộc, cũng phải chịu đựng sự suy sụp, tuyệt vọng. Ám ảnh như những câu thơ của Louise Gluck, nữ thi sĩ người Mỹ, chủ nhân giải Nobel Văn học năm 2020, trong bài thơ Những đứa trẻ chết đuối. Bạn thấy đấy, những đứa trẻ không có quyền phán xử, bởi thế đương nhiên chúng sẽ chết đuối. Những đứa trẻ chìm xuống cho đến khi hoàn toàn câm lặng, hồ nước nâng chúng lên bằng những cánh tay bóng tối rậm rì. Ông thầy dạy thể dục tuổi mới ngoài đôi mươi ấy đang nghịch gì với chiếc điện thoại, chat với ai hay xem TikTok rồi đi lai dạo mạng xã hội. Tranh cãi về những câu chuyện đạo đức nhân văn trên xứ sở này, còn ai nhớ khoảng thời gian này 4 năm trước, bé trai 6 tuổi, cũng của một trường quốc tế ở Hà Nội, buổi sáng được đón đến trường rồi bị bỏ quên trên xe, mãi đến chiều tan học mới phát hiện ra bé đã chết từ lúc nào vì bị sốc nhiệt. Em bé ấy phán xử điều gì? Bé trai ở Bà Rịa Vũng Tàu mới 1 tháng tuổi bị cha dượng đánh gãy tay, 2 tháng tuổi bị đánh gãy xương đùi và mới đây khi mới 3 tháng tuổi đã bị đánh chết vì chấn thương sọ não. Trong khi các bác sĩ điều trị phát hiện dấu hiệu bé bị bạo hành, đã báo cáo tin tội phạm cho cơ quan công an từ gần 1 tháng trước đó. Hài nhi ấy có phán xử gì không? Ba chị em gái lớn nhất 21 tuổi đang là sinh viên trường đại học y dược, nhỏ nhất 10 tuổi cùng ở với mẹ ở Cam Lâm, Khánh Hòa vừa bị cha ruột đầu độc chết thảm. Người cha là chủ một trang trại heo được cứu sống. Theo lời khai ban đầu là do làm ăn thất bại nợ nần nên giết cả nhà và tự sát. Những đứa trẻ vô tội ấy được quyền nói gì không? Đôi khi chúng ta hoàn toàn bất lực trước những câu chuyện, tình huống tưởng chừng không thể nào xảy ra dù chỉ trong tưởng tượng, nhưng nó vẫn đều đều xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Biết gọi tên nó là gì đây? Sự thờ ơ vô cảm, vô trách nhiệm hay táng tận lương tâm? Nếu vậy thì đơn giản quá. Sự tha hóa nhân tính hay đã xuất hiện lỗi nghiêm trọng nào đó trong bản đồ gen của loài người thời đại siêu tốc này? Hay là ma trận của một thế giới song song nào đó đã len lỏi vào trong cơ quan kiểm soát hành động của chúng ta? Dù gì thì mỗi con người chúng ta trước hết cần tự phán xử chính mình. Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu không nguội nhưng chuyển cho văn phòng. Quý vị thân mến, sau khi công bố số điện thoại từ chiều ngày 21 tháng 8 đến chiều ngày 22 tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiểu đã tiếp nhận gần 250 cuộc gọi và tin nhắn của các tổ chức cá nhân. Ông Phạm Văn Thiểu nói, do có quá nhiều cuộc gọi nên tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết được tất cả. Trong vai trò người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu, tôi phải xử lý điều hành rất nhiều công việc trong ngày. Vì vậy, thời gian tới số điện thoại đường dây nóng này được giao lại cho đơn vị tham mưu để phát huy hiệu quả của số điện thoại đường dây nóng. Chuyện này là đương nhiên, đúng ra ông Phạm Văn Thiểu phải thấy điều này từ trước. Ông là chủ tịch của một tỉnh trăm công nghìn việc. Ông nghe điện thoại đường dây nóng và tin nhắn để giải quyết vụ việc của dân thì lấy đâu ra thời giờ để giải quyết xử lý hàng ngày. Ví dụ như ông chủ tịch phải dự nhiều cuộc họp, chẳng lẽ khi đang họp lại nghe điện thoại đường dây nóng? Còn không nghe thì dân sẽ bảo ông làm mẩu, nói nhưng không giữ lời. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu dự kiến sẽ bàn giao số điện thoại đường dây nóng cho bộ phận văn phòng tiếp nhận. Và ông Phạm Văn Thiểu cam đoan rằng đường dây nóng không thể nguội được. Đường dây nóng giao cho bộ phận văn phòng tiếp nhận là hợp lý, nhưng như vậy thì đừng ồn ào chuyện chủ tịch tỉnh công bố đường dây nóng vì nó đã thuộc về văn phòng của tỉnh, là một bộ phận tiếp nhận thông tin từ phía người dân. Hay nói cách khác, đây là một hình thức chính quyền tiếp dân qua điện thoại. Ông chủ tịch không còn trực tiếp nghe đường dây nóng mà chuyển cho bộ phận nào cũng được, điều quan trọng nhất là giải quyết. Nếu chỉ nghe cho qua, ghi ghi chép chép rồi bỏ ngăn kéo thì chẳng ăn thua gì. Muốn chứng minh rằng lập ra đường dây nóng để lắng nghe và giải quyết những vướng mắc từ phản ánh của người dân thì ông chủ tịch Bạc Liêu phải có thông tin phản hồi hoạt động của đường dây này. Ví như hàng tháng, ông Phạm Văn Thiểu phải có thông báo công khai trong tháng qua đường dây nóng đã tiếp nhận bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn, đã xử lý giải quyết được bao nhiêu vụ việc, cụ thể là những vụ việc gì, người dân được tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gì. Làm được như vậy dân mới tin mới gọi. Nếu bay ra làm cảnh, hình thức thì dăm bữa nửa tháng, đường dây nóng sẽ nguội lạnh vì dân chẳng ai buồn gọi. Bất động sản bất động không phải vì thiếu vốn.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa ngưng thực thi một số điều của Thông tư 06 để khơi thông tín dụng cho bất động sản và một số ngành liên quan. Hàng loạt chủ đầu tư và các dự án tạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng liệu thị trường này sẽ giã đồng và quay ngay lại thời hoàng kim như một số lạc quan thái quá? Theo những gì mà Ngân hàng Nhà nước mới sửa đổi và nội dung chính trong Thông tư 06, thì doanh nghiệp, người dân vẫn được vay ngân hàng để góp vốn, đầu tư vào các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, cho vay vốn để mua cổ phần trên thị trường chứng khoán. Ngân hàng vẫn có thể cho vay bù đắp. Đó là những gì mà nhiều tập đoàn bất động sản lớn và khá nhiều ngành nghề ăn theo thị trường đang ảm đạm này trông chờ mấy tháng nay. Dòng tiền chảy vào bất động sản hy vọng sẽ được khai thông, tăng cung và đẩy cầu nhằm đưa bất động sản ra khỏi thời kỳ khó khăn nhất trong hàng chục năm qua. Nhưng khi mà chính Bộ Xây dựng gần đây thừa nhận với lượng bất động sản tồn kho lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, dù đã có khá nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, thì chỉ dòng tiền và một số chính sách xem ra chưa đủ để vực dậy thị trường đã từng bị thả nổi này. Mới chỉ là con số từ 17 trên 63 tỉnh thành mà lượng tồn kho bất động sản trong quý 2 năm 2023 lên tới 16.688 căn, bao gồm cả chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong đó chung cư là 1.714 căn, nhà ở riêng lẻ 7.473 căn, đất nền 7.501 nền. Thì quả là thị trường này đang thiếu thứ khác, đó là niềm tin của người mua và sức cầu vẫn đang yếu từ khách hàng. Bất động sản lên hay xuống là do thị trường quyết định, thành hoặc bại bởi người mua, chứ không phải vài doanh nghiệp thổi lên, truyền thông phụ họa và vài chỉ đạo, biện pháp ít khả thi tung ra là khởi. Vốn có nhiều, hàng có tốt, cung tràn lan đến mấy thì cũng phải bán được hàng. Người mua vào chứ loanh quanh dự báo triển vọng tích cực hay lấy vài ba dự án có thể đang bán được hàng để tự xuống thị trường đã hồi phục thì khi nào bất động sản thực sự hết bất động. Giá hợp lý, phục vụ đúng nhu cầu ở thật, chính sách tín dụng tốt và bền vững, sản phẩm dành cho số đông nhiều, thị trường bất động sản mới tính đến chuyện vững bền. Thị trường nào đi nữa, dù chứng khoán, bất động sản hay ngành nghề gì, đầu tư phải là chính, đầu cơ chụp giật, lúc hoang dã thôi chứ lấy đó là mục đích kinh doanh, kim chỉ nam mua bán xem ra đã hết thời rồi. Bất động sản hay mảng nào cũng có sửa chính sách, đổi lãnh đạo, thêm thân hữu, chăm chăm lợi ích nhóm, bung dòng tiền mà vẫn chỉ mong hốt mau chạy lẹ thì sẽ chỉ như tia sáng lóe lên tạm thời rồi mau chóng tắt ngúm, chìm trong bóng tối. Khi mà người còn tiền lại chỉ có nhu cầu đầu tư và hàng triệu gia đình muốn an cư lạc nghiệp chẳng đủ khả năng vì có giảm mạnh giá bất động sản vẫn cao ngất ngưỡng, xem ra vẫn là bài toán khó cho thị trường này. Vài ngàn hay mấy chục ngàn tỷ nếu chỉ đổ vào cho bên tạo ra nguồn cung mà quên mất hàng triệu khách hàng có nhu cầu thật nhưng tiền đâu để mua chưa có lời đáp thì chẳng lẽ lại quay về con đường mua đi bán lại kiếm lời thật nhanh như trước. Cho đến nay, dù lượng tồn kho nhiều như thế, khả năng cung cấp hàng của doanh nghiệp bất động sản vẫn khá dồi dào và người muốn mua nhà luôn luôn rất đông, nhưng thị trường này hiện vẫn bế tắc. Không giải được hoặc lơ là các dự án nhà giá hợp lý chẳng thay đổi tư duy làm nhanh bán lẻ gom tiền lớn hay xem việc làm dự án nhà ở xã hội chỉ để đối phó tận dụng chính sách thì xem ra khơi thông được vốn bất tắc chính sách bất động sản vẫn khó có thể phát triển lâu bền theo con đường đúng ra phải đi từ hàng chục năm trước.